Cho thầy và tất cả các bạn, mình là Nguyễn Văn Tấn. Thì cái phần hồi nãy mình có làm thì làm được tới đây thì đang làm giữ dừng cái máy mình bị xúc ra. Thì bây giờ mình sẽ review có nói lại cái phần của mình. Thì đầu tiên mình khai báo mấy cái biến này trước để một cái chu kỳ đầu tiên là mình làm chớp tắt. Thì mình khai báo tất cả các ba chân, có là ba chân, thì cái khoảng thời gian mình cho là 200, khoảng 200 mili giây. Tiếp theo thì mình làm sáng dịch từ trái qua phải, thì mình dùng được cái lệnh for, rồi cái khoảng thời gian mình cho là khoảng 50 mili giây. Còn sáng dịch từ phải qua trái thì mình cũng làm cái tương tự như vậy, nhưng mà mình đổi cái biến này lại với lại đổi cái dấu cho nó chuyển đi sáng dần từ trái qua phải. Thì mình làm dùng lệnh for, rồi mình dùng cái số là dùng cái số, xong rồi mình cũng khai báo sáng dần từ phải qua trái, nó cũng tương tự như vậy. Này là tắt dần thì mình có khoảng mình cho khoảng thời gian là 200 giây, và tắt dần từ trái qua phải nó cũng tương tự vậy, mà nó đổi cái phần dấu này lại. Thì đây là một số cái đang viết giữa chừng thì nó bị tiếp tục thì mình được 1 2 3 4 5 6 7 7, rồi mình sẽ tiếp viết tiếp cái phần thứ 8. Thì mình tiếp tục là cái từ sáng dồn, mình làm phần sáng dồn từ sáng dồn qua bên một phía, một bên là sáng dồn phải. Thì đây hả, thì mình mở cái này ra, mình dùng cái lệnh for ở ngoài y bằng 22 7 y lớn hơn bằng 0 7, rồi y trừ mặt lại enter. Thì mình tiếp tục mở thêm một cái mặt nữa để mình khai báo cái phần tiếp theo, là cái phần for tiếp theo. Tại vì nó sáng dồn, mình sẽ dùng cái chân, mình sẽ nằm ở cố định thì for y thì khai báo rồi. Nãy mình ở trên đây mình chưa khai báo thêm cái biến nào khác, thì mình làm cái biến chi đi. Y z o z bằng 22 phẩy z lớn hơn bằng 22 phẩy, rồi không 22 dồn thì từ trừ đi một đơn vị trừ một phẩy z trừ đóng mặt lại. Xong rồi mở một cái móc nữa để mình khai báo y bằng mở ngoặc int 32 đóng ngoặc lại 1
cuốn sổ đó nè. Dấu kẻ dọc lớn hơn hoặc bằng hoặc lớn hơn hẳn y đúng rồi lại chấm phẩy tiếp tục thì dùng cái output thì mình cũng dùng ba cái chân giống như này ba chân về mà thiếu một cái dấu kiểm tra có một lỗi là do mình không biết không biết ok nhưng mình chưa khai báo cái sáng dồn phải mình khai báo sáng dồn phải đúng rồi đúng rồi ok mua lỗi sai thì giờ mình cần cho nét lại cho chắc nha. Xong mình chuyển qua phần mềm Protect nạp vô để cho nó chạy sinh dồn qua bên phải sinh dồn qua bên phải đấy quyền hai thì để tiếp qua sáng dồn phải bây giờ cái sáng dồn trái dùng sáng dồn trái voi sáng dồn trái okay.
xếp sang dòng trái thì mình tiếp tục mình dùng cái lệnh for. For nó cũng tương tự như này. Để mình khai báo cái y thì ở đây y nó sẽ bằng bằng mở ngoặc không không ít không không hai không 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 lớn hơn thằng z. Rồi mình cái dấu kẻ dọc mình quên nữa đây. Cái kẻ dọc chấm này lại đi. Điều mở dạ. Nó là 0 ít 003 rồi mình khai báo ở dưới sáng dồn trái. Trái về đó tiếp tục là cái phần cuối cái số 10 thì mình dùng nó sẽ là sáng dồn từ trong ngoài. Y bằng bằng y lớn bằng y trừ trừ hoàn tiếp tục thì mình có hồi nãy mình trên đây mình có khai báo cái y trái y phải thì bây giờ tới lượt mình dùng tới thì mình phải bỏ gán nó đi thì giờ trong phải y trái y phải bằng thì nó là INT 16, mình thay cho nó 16 bit thì phải rồi y trái bằng bằng không không bit
Đúng, đúng, đúng. Lớn. Đi. Cái này có gì đó đây 16 này đây output chừng nghe nó ngoặc nó là đi quạt ngoặc lại output nó ngoặc chừng b mình sẽ dùng chữ c với chữ c thì tại vì hai chân ở ngoài còn chữ b thì đặt mình dùng cái sau c c mở ngoặc trái ngoặc phải rồi tiếp tục là output gạch b b ở đây mình có thằng bên trái điểm tám cái tám thì nó sẽ đụng vào thì mở ngoặc đi đi trái tám rồi delay nó cho cái khoảng thời gian là mili giây mở ngoặc là cho khoảng 500 mili giây sáng dồn xuống sáng dồn trong ngoài mở ngoặc đóng ngoặc kiểm tra có lỗi thủ pháp có bị lỗi vui min chạy được trong ngoài
thử bỏ hết mấy cái sọc này ra luôn cách nhanh. Ok, có lỗi. Giờ check lên. Dừng lại. Ngoài trong từ trái qua phải, sáng từ trái qua phải, sáng từ phải qua trái. Rồi như là tắt từ phải qua trái, xong rồi tiếp tục là tắt từ trái qua phải, tiếp theo là sáng dồn từ ngoài rồi từ phải qua trái, cho cái thời gian nó hơi chậm, từ trái sáng dồn từ phải ở từ trái qua phải. Sẽ từ trong ra ngoài nè, trong ra ngoài tiếp tục về thế này. Thì mình cảm ơn thầy và các bạn đã có xem xét, và mình mong là có cái gì sai sót thì mong thầy và các bạn comment lại và cho mình ý kiến để mình có thể làm tốt hơn ở những lần sau. Cảm ơn thầy và các bạn đã xem.